Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng năm 2021. Năm nay, trong tổng số 115 tác phẩm lọt vào chung khảo, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả ở 3 nhóm đề tài: gồm tuyên truyền về năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, đề án chuyển đổi số, công tác phòng chống Covid-19 tại Đà Nẵng. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đạt giải nhất và giải ba ở nhóm đề tài tuyên truyền về năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải khuyến khích ở nhóm đề tài tuyên truyền về đề án chuyển đổi số. Dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.